chào quý bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Phạm Thị Lan Phương, là giáo viên của trường tiểu học Phương Đức. Cô rất vui được gặp lại các em trong buổi học ngày hôm nay. Các em à, việc sắp xếp cho mình được một thời gian biểu hợp lý không chỉ giúp cho các em học tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn mà còn nâng cao tính tự lập của các em nữa đấy. Và tiết học ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách lập thời gian biểu. Chúng ta cùng đi vào bài 10, tiết 5, 6, viết thời gian biểu, đọc mở rộng. Và để giúp các em học tốt buổi học này, thì hãy chuẩn bị cho cô những đồ dùng học tập sau. Sách giáo khoa tiếng Việt 2, tập 1, vở trắng, bút và thước. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng bắt đầu vào bài học. Bài tập 1. Quan sát trên, kể lại các hoạt động của bạn Nam. Bây giờ các em hãy cùng cô quan sát lên màn hình. Cô có 4 bức tranh, bức tranh số 1, bức tranh số 2, bức tranh số 3 và bức tranh số 4. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thời gian và hoạt động của bạn Nam ở trong từng bức tranh các em nhé. Và đây chính là bạn Nam của chúng ta. Chúng ta đi vào bức tranh số 1. Các em hãy quan sát tranh, tìm và nói xem thời gian của trong bức tranh nào. À, thời gian trong tranh là 7 giờ. Vậy, vào lúc 7 giờ thì bạn Nam đang làm gì? À, cô chắc rằng rất nhiều bạn trả lời được là bạn ấy đang đi học. Vậy, giờ các em hãy nghe cô nói một câu về thời gian và hoạt động của bạn ấy ở trong bức tranh này nào. Cô có câu mẫu 7 giờ, Nam đi học. Chúng ta tiếp tục với bức tranh số 2. Vậy ở trong bức tranh này, bạn Nam đang làm gì? Ở đâu? À, trong bức tranh này, Nam đang ngồi học với các bạn ở trong lớp. Vậy nhờ đâu mà em biết được điều đó nào? À, chúng ta thấy rằng có cô giáo này, có bạn ở lớp này, đúng không nào? Vậy thì thời gian trong tranh là mấy giờ? À, rất tốt, là 8 giờ. Và bây giờ thì các em hãy suy nghĩ và nói một câu về thời gian và hoạt động trong tranh nào. Cô có câu nói 8 giờ Nam ngồi học trong lớp. Chúng ta tiếp tục đi vào bức tranh số 3. Các em hãy cho cô biết thời gian ở trong bức tranh nào. À, thời gian trong tranh là 9 giờ 30 phút. Vậy vào lúc này thì bạn Nam đang làm gì? Ở đâu? Cô tin rằng rất nhiều bạn đã trả lời được câu hỏi này rồi đấy. Bạn Nam đang ra chơi cùng với các bạn ở trong sân trường. Và các em hãy suy nghĩ để nói một câu về thời gian và hoạt động của bức tranh này nào. Cô có câu nói 9 giờ 30 phút Nam ra chơi với các bạn. Rất nhanh chóng, chúng ta đã đi đến bức tranh cuối cùng rồi. Chúng ta đến với bức tranh số 4. Các em hãy quan sát thật kỹ bức tranh, tìm cho cô thời gian và hoạt động của bạn Nam ở trong bức tranh này. Sau đó, suy nghĩ và nói một câu về thời gian và hoạt động của bạn ấy ở trong bức tranh này nào. Cô tin rằng đã rất nhiều bạn có thể nói được rồi đấy. Và cô có câu nói là 11 giờ 30 phút Nam ăn cơm trưa ở trường. Như vậy là chúng mình vừa hoàn thành tìm hiểu xong thời gian và hoạt động của bạn Nam ở trong 4 bức tranh rồi. Và bây giờ cô sẽ nhắc lại cho các em về những gì mà chúng ta vừa tìm hiểu được. Các em cùng lắng nghe. 7 giờ, Nam đi học. 8 giờ, Nam ngồi học ở trong lớp. 9 giờ 30 phút, Nam ra sân chơi với các bạn. 11 giờ 30 phút, Nam ăn cơm trưa ở trường. Và bây giờ thì các em hãy kể lại những cái điều mà mình vừa tìm hiểu cho người thân của mình cùng nghe nhé.
Cô tin là rất nhiều bạn đã có thể kể lại được rồi. Và đó chính là thời gian biểu của bạn Nam, các em à. Vậy các em đã có thể lập cho mình một thời gian biểu chưa? Chúng ta sẽ cùng đi vào bài tập 2 để cùng tìm hiểu các em nhé. Bài 2. Viết thời gian biểu của em từ 5 giờ chiều đến lúc đi ngủ. Bây giờ thì các em hãy suy nghĩ, nhớ lại xem thì mình thường làm gì từ lúc đi học về cho đến khi đi ngủ và nói lại cho ba mẹ và người thân của mình cùng nghe nào. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhìn lên màn hình, lắng nghe lời kể của một bạn nhỏ về thời gian biểu của bạn ấy từ khi bạn ấy đi học về cho đến lúc bạn ấy đi ngủ. Xin chào cả bà, mình tên là Lan Huyền. Hôm nay mình sẽ nói về thời gian biểu của mình từ 5 giờ chiều cho đến lúc mình đi ngủ. 5 giờ mình đi học về, 5 giờ 30 phút mình tắm rửa, 6 giờ mình ăn cơm cùng với gia đình, 7 giờ cho đến 9 giờ tối mình học bài, 10 giờ mình đi ngủ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Tạm biệt các bạn nhé. Bạn Đan Huyền đã nói về thời gian biểu của mình rất rõ ràng và trôi chảy, phải không nào các em? Và bây giờ thì các em hãy cùng nhìn lên màn hình. Cô sẽ giúp cho các em biết cách để lập được một thời gian biểu. Cô có cái bảng thời gian biểu sau. Cô sẽ chia cái bảng thời gian biểu này làm hai cột. Ở hàng trên cùng, cột phía bên này cô sẽ ghi thời gian và cột phía bên này cô sẽ ghi hoạt động. Ví dụ, 5 giờ chiều các em đi học về thì cô sẽ ghi 5 giờ chiều vào cột thời gian và ghi đi học về vào cột hoạt động ở trên cùng một hàng. Các em đã nắm rõ chưa nào? Và bây giờ thì các em hãy cùng mở vở ra. Chúng ta sẽ viết lại cái thời gian biểu của mình từ khi đi học về cho đến lúc đi ngủ các em nhé. Các em hãy lưu ý là chia cái thời gian biểu của mình ra làm hai cột, thời gian và hoạt động. Sau khi đi học về thì thường các em là sẽ tắm rửa nè, ăn tối này, học bài, đi ngủ. Ngoài những cái việc cơ bản đó thì các em còn làm thêm những việc gì nữa? Chúng mình hãy kể lại những việc đó theo thứ tự thời gian mà mình đã làm các em nhé. Và mỗi bạn sẽ có những cái việc làm khác nhau, do đó khi lập thời gian biểu mỗi bạn sẽ có những cái thời gian biểu khác nhau đấy các em ạ. Các em đã hoàn thành được thời gian biểu của mình chưa nào? Cô tin là rất nhiều bạn đã có thể hoàn thành được thời gian biểu của mình rồi. Và các em hãy lưu ý, sau khi hoàn thành thì chúng ta hãy nhờ ba mẹ, người thân xem lại, nhận xét, bổ sung để chúng ta sẽ có được một thời gian biểu thật khoa học và hợp lý. Các em có đồng ý không nào? Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhìn lên màn hình. Chúng ta cùng quan sát thời gian biểu của một bạn nhỏ. Chúng ta hãy cùng đọc lại thời gian biểu của bạn ấy cùng với cô nhé. 5 giờ chiều đi học về, 5 giờ đến 5 giờ 30 phút chiều chơi đá bóng, 5 giờ 30 phút đến 6 giờ chiều vệ sinh cá nhân, 6 giờ chiều đến 8 giờ tối ăn tối phụ mẹ việc nhà, 8 giờ tối đến 9 giờ tối học bài, 9 giờ tối đi ngủ. Như vậy, chúng ta thấy rằng trong thời gian biểu của bạn, không chỉ bạn ấy làm những việc cơ bản cho cá nhân, mà bạn ấy còn có thời gian để giúp đỡ mẹ việc nhà nữa, đúng không nào? Cô thấy bạn ấy đã có một thời gian biểu rất khoa học và hợp lý rồi. Và cô cũng hy vọng rằng sau buổi học này, các em sẽ có cho mình một thời gian biểu thật hợp lý. Hãy cố gắng tuân thủ theo thời gian biểu. Cô tin các em sẽ học tập và làm việc đạt hiệu quả tốt hơn. Các em có đồng ý với cô không nào? Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng thư giãn qua một bài hát nhé.
Các em đã cảm thấy thoải mái hơn chưa nào? Và bây giờ thì chúng ta cùng đi vào phần đọc mở rộng. Chúng ta đi vào bài tập 1. Đọc bảng tin của nhà trường. Vậy bảng tin của nhà trường là gì? Các em có biết không? Bảng tin của nhà trường là nơi cung cấp cho các em những thông tin, những kế hoạch của nhà trường, những cũng có thể chia sẻ cho các em những bài thơ, những câu chuyện hay và thú vị. Và bây giờ, cô sẽ giới thiệu cho các em một bảng tin. Các em cùng quan sát lên màn hình. Đây chính là một bảng tin của một nhà trường. Các em thấy bảng tin được trang trí như thế nào? Bảng tin được trang trí rất đẹp và dễ thương, đúng không nào? Và bảng tin này được chia làm hai phần. Phần bảng tin thông báo và phần bảng tin y tế. Ở phần bảng tin y tế sẽ do cô y tế phụ trách. Ở đây sẽ có những cái thông tin, những cái lời khuyên để giúp cho các em bảo vệ được sức khỏe của mình trước tình hình dịch bệnh. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đọc phần bảng tin thông báo với cô nào. Tuần 3, học sinh toàn trường thực hiện nghiêm túc quy định 5K. Học sinh toàn trường tham gia vui Tết Trung Thu vào chiều thứ 2, thứ 3. Học sinh khối lớp 1, 2 ra về cổng sau. Học sinh khối lớp 3, 4, 5 ra về cổng trước. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu qua về cái bảng tin của một nhà trường rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển qua bài tập số 2. Chia sẻ với bạn những thông tin mà em quan tâm. Chúng ta hãy quan sát hình ảnh này cho cô. Chúng ta thấy hai bạn nhỏ đang làm gì nào? Hai bạn ấy đang trò chuyện cùng nhau. Vậy, hai bạn ấy đang trò chuyện về điều gì? Chúng ta cùng tìm hiểu nào. Thứ năm tuần này, khối 2 được đi tham quan đấy. Như vậy là bạn nữ đang chia sẻ với bạn nam về thông tin mà bạn ấy đọc được ở bảng tin của nhà trường. Và điều bạn ấy quan tâm chính là cái thời gian mà khối lớp bạn ấy được đi tham quan, đúng không nào? Chúng ta cùng quay trở lại với bảng tin lúc nãy mà cô giới thiệu nào. Bây giờ các em hãy quan sát lại toàn bộ bảng tin một lần nữa và chia sẻ cho người thân của mình cái thông tin mà mình quan tâm nào. Cô chắc rằng mỗi bạn đã tìm ra được cho mình những cái thông tin mà mình cảm thấy thú vị và quan tâm nhất. Có thể các em sẽ quan tâm đến cái thời gian mà mình được tham gia vui Tết Trung Thu, đúng nào? Và cũng có thể có bạn sẽ quan tâm đến vị trí mà khối lớp mình ra về để thực hiện cho đúng. Nhưng dù thế nào thì cô cũng hy vọng các em sẽ cố gắng nắm bắt được những toàn bộ những thông tin mà nhà trường đưa ra để tuân thủ và thực hiện cho đúng. Các em có đồng ý với cô không? Và tiết học của chúng ta đến đây cũng kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em.